Chúng mình cùng bắt đầu phần bài học ngày hôm nay nhé. Trước hết, cô sẽ hướng dẫn các con về các bước quan sát. Trước hết, ta sẽ cùng quan sát về ngoại hình của con vật. Ngoại hình sẽ là phần bên ngoài hay còn gọi là phần hình dáng của con vật. Trong quan hệ của nó với môi trường sống rất quan trọng, bởi vì ở môi trường nào nó sẽ có sự khác biệt về giống nòi của loài ấy. Bên cạnh đó, con cần phải nêu được đặc điểm về hình dáng và rất quan trọng đó là màu sắc. Màu sắc của mỗi một loài vật và tùy vào từng chủng loại mà chúng có những nét rất đặc biệt khác nhau. Vì thế, đây là đặc điểm mà con không thể bỏ qua khi miêu tả về ngoại hình của con vật. Ví dụ nhé, chúng ta có 3 loài tiêu biểu mà con sẽ sử dụng trong phần văn miêu tả của các con. Đó là loài trên cạn, loài bay và loài ở dưới nước. Đây là 3 loài mà các con sẽ đưa vào trong phần miêu tả của mình nhiều hơn. Chứ còn xét về động vật thì tất nhiên sẽ có nhiều loài khác nhau, nhưng đó là của khoa học. Chúng ta đang tìm hiểu trên khía cạnh của văn học. Vì thế, hôm nay cô sẽ chỉ giới thiệu với các con 3 loài mà chủ yếu sẽ vào văn của các con. Đó là trên cạn, là loài bay và loài dưới nước. Loài trên cạn thì bao gồm vật nuôi, hoang dã. Loài bay cũng vậy, loài dưới nước cũng thế. Vì thế, chúng ta sẽ phân thành hai nhóm là nhóm vật nuôi và nhóm vật hoang dã. Các con nhớ nhé, vì nó sẽ ảnh hưởng tới phần bài viết của các con nữa đấy. Dù là vật nuôi hay là hoang dã thì sẽ có loài hiền lành, đáng yêu, nhưng có loài hung dữ.